Hôm 14 tháng 6, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố thêm 2 tuần, bao gồm cả quận Gò Vấp và một phường của quận 12 nơi bị phong tỏa hai tuần qua. Cổng thông tin chính phủ cho biết như trên trong cuộc họp trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và giới lãnh đạo thành phố sáng ngày 14 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đợt giãn cách xã hội 15 ngày trước đó từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và nay tiếp tục giãn cách 2 tuần đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Theo đó toàn thành phố sẽ dừng tất cả các sự kiện tập trung trên 20 người, tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình được truyền thông Việt Nam trích lời nói tại cuộc họp. Mầm bệnh đang âm thầm trong cộng đồng, việc giữ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây lan. Ông cho biết thêm rằng đặc điểm lớn nhất của đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh, lan tỏa rất nhanh và rộng. Đáng chú ý là dịch bệnh đã lây lan tại 5 bệnh viện trong thành phố, trong đó ghi nhận các nhân viên y tế dù đã tiêm ngừa đầy đủ nhưng vẫn mắc bệnh, điển hình là tại bệnh viện Nhiệt đới với 55 nhân viên mắc bệnh theo báo tuổi trẻ. Ông Huỳnh Anh Tú, một người dân sống tại khu vực bị phong tỏa trong hai tuần qua ở quận Gò Vấp, nói với VOA hôm 14 tháng 6. Bây giờ chúng tôi bị giam, bị giam gọi là giam lỏng. Giam lỏng trước đây là 15 ngày, tiếp theo 14, 14 ngày. đó Chắc là cái đời sống rất là khó khăn, điều kiện rất là giấc giả. Nhiều gia đình họ, ăn mì tôm nên mà hình như là ăn suốt luôn. á. Công nhân họ dựa vào đồng lương đó để chi tiêu thuê nhà, ăn uống. Bây giờ cách ly như vậy đó, thì hình như là họ bị triệt đường sống hoàn toàn. nên.